Xin chào các em đã đến với bộ môn sinh học 8 Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài học tiếp theo Bài 9 Cấu tạo và tính chất của cơ Trong bài học này chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau đây một Các em phải nêu được cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ 2. Nêu được tính chất của cơ 3. Ý nghĩa của hoạt động co cơ các em biết không cơ chính là một tổ chức rất khác nhau về cấu tạo nguồn gốc phát sinh và chức năng tuy nhiên các loại cơ đều có chung một đặc điểm là đều có khả năng co bóp và trong cơ thể của chúng ta thì thường phân biệt ba loại cơ khác nhau đó chính là cơ vân chính là loại cơ chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay tiếp theo là cơ tim thì cấu tạo nên quả tim còn cơ trơn thì cấu tạo nên thành của các nội quan, ví dụ như là dạ dày, ruột. Và tất cả các loại cơ trên thì đều tham gia thực hiện chức năng là chuyển động của cơ thể hay của một bộ phận nào đó trong cơ thể của chúng ta. Và như chúng ta đã biết, trong quá trình phát sinh chủng loại cấu tạo và chức năng của cơ sẽ thay đổi dần dần. Ở động vật bậc thấp thì chỉ có một phần của tế bào sẽ phát triển thành sợi cơ, cô lấy ví dụ như là các tế bào biểu mô ở ruột khoang thì trong các tế bào này, phần đáy của nó sẽ kéo dài thành các dạng sợi để co bóp, còn phần bên ngoài sẽ làm nhiệm vụ là cảm giác. Trong nhóm động vật ruột khoang thì chúng ta đã có thể thấy rất là rõ sự phân chia rõ rệt về mặt chức năng cảm giác và chức năng co bóp mà các em đã được học ở sinh học lớp 7. Còn ở bậc thang tiến hóa tiếp theo thì mối liên hệ giữa bộ máy thụ cảm và cơ đã phức tạp hơn. Nó được thực hiện qua các hạch thần kinh như ở động vật có xương sống. Các mối liên hệ sẽ được thực hiện qua tủy sống và não bộ. Và các sợi thần kinh ly tâm sẽ truyền từ trung khu thần kinh về các sợi cơ mà chúng ta đã được học ở bài số 6 phản xạ và như những bài học trước thì chúng ta đã biết là xương sẽ làm chỗ bám cho cơ và khi cơ co làm cho xương cùng thực hiện chức năng là vận động của cơ thể. Chính vì vậy chúng ta gọi đó chính là cơ xương hay có một tên gọi khác là cơ vân. Vì sao nó lại có tên gọi là cơ vân? À, vì trong cơ này nó có các vân sáng và vân tối xen kẽ với nhau. Đặc biệt là trong cơ thể của người có khoảng 600 cơ tạo thành hệ cơ và tùy vào vị trí và chức năng mà cơ nó có những cái hình dạng khác nhau. Cô lấy ví dụ như là cơ hình thoi này, cơ hình hai đầu, cơ hình hai bụng, cơ hình rộng bản, cơ bị các gân cắt ngang hay là hai hình này là hình cơ hình lông chim. Nhưng điển hình là bắp cơ nó có hình thoi dài. Thế vậy bắp cơ có những Một cấu tạo, tạo như tạo thế nào bắp cơ thì chúng ta sẽ cơ. cùng tìm hiểu phần đầu tiên Trên màn hình là hình ảnh bắp cơ ở cánh tay của chúng ta Các em quan sát thì sẽ thấy vị trí này chính là bắp cơ Hai đầu của bắp cơ có gân bám vào các xương qua khớp Và phần giữa thì sẽ phình to đúng không nào Chúng ta gọi đó chính là bụng cơ Bây giờ chúng ta sẽ phóng to phần bắp cơ này lên Thì sẽ thấy rằng trong bắp cơ có rất nhiều bó cơ Mỗi bó cơ lại được tạo nên từ nhiều sợi cơ Và mỗi sợi cơ này chính là tế bào cơ Vì vậy các em sẽ thấy rằng chúng được bọc trong màng liên kết và có chứa nhân Và trong quá trình phát triển cá thể, yếu tố thay đổi nhiều nhất đó là độ dày của sợi cơ. Độ dày của sợi cơ ở trẻ sơ sinh chỉ bằng 1 phần 5 so với người lớn. Và ở con người chúng ta thì số lượng các sợi cơ được xác định vào lúc 4 đến 5 tháng tuổi sau khi sinh Và từ sau giai đoạn này thì số lượng các sợi cơ của chúng ta là gần như là không thay đổi Đặc biệt là trong các tế bào cơ thì có khoảng 1.000 sợi tơ cơ Có các đường kính từ 1 đến 3 micro và được chia thành hai loại đó là tơ cơ mảnh được tạo từ actin trên hình vẽ chính là những cái đường nhỏ màu đỏ các em thấy rõ không nào? Còn loại thứ hai chính là tơ cơ dày được tạo từ myosin thì có các mấu sinh chất trên màn hình chính là những đường có màu sẫm. Và trong thành phần của các sợi cơ này thì còn có chứa hai loại protein, nó làm nhiệm vụ là điều khiển quá trình co và duỗi của cơ. Và các sợi cơ dày và mảnh này thì được xếp song song và xen kẽ với nhau và được sắp xếp theo một trình tự nhất định trên toàn bộ tơ cơ để tạo thành các đĩa khác nhau Và các em thấy rằng các sợi cơ dày Nó sẽ tạo thành các đĩa tối xen kẽ với chúng Chính là các đĩa sáng do các sợi cơ mảnh tạo ra Và ở hai đầu của sợi cơ mảnh Có các đường Z cắt ngang Và ngăn cách giữa các đơn vị cấu trúc của tế bào cơ Hay còn gọi là tiết cơ Chính là giới hạn giữa tơ cơ mảnh và tơ cơ dày hay là đĩa tối ở giữa và hai nửa đĩa sáng ở hai đầu, các em thấy rõ chưa nào? Và các sợi cơ mảnh thì bắt đầu từ hai phía của đường Z đi về hai phía ngược chiều nhau. Chính là cách sắp xếp này nó cho phép các sợi cơ có khả năng di chuyển một cách dễ dàng khi chúng ta hoạt động. Và từ đây thì chúng ta có thể biết được là bắp cơ và tế bào cơ có cấu tạo như thế nào rồi đúng không nào? Từ đây chúng ta có thể thấy rằng bắp cơ có cấu tạo là hai đầu bắp cơ có gân bám vào các xương qua khớp, phần giữa phình to chúng ta gọi đó là bụng cơ. Và mỗi bắp cơ thì gồm có nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều sợi cơ, hay còn gọi đó chính là tế bào cơ. Và trong cấu tạo của tế bào cơ thì gồm có nhiều sợi tơ cơ, gồm có tơ cơ mảnh và tơ cơ dày xen kẽ với nhau. Và phần đĩa sáng không có sự xen kẽ của hai loại tơ cơ còn gọi đó là tấm Z Và tiết cơ là đơn vị cấu trúc của cơ nằm giữa hai tấm Z Vậy cơ có những tính chất gì thì chúng ta cùng chuyển sang phần 2 Tính chất của cơ Để tìm ra tính chất của cơ thì các nhà nghiên cứu đã làm một thí nghiệm trên một con ếch Họ lắp một tấm bảng đen có gắn cần ghi cái cần ghi này có khả năng ghi được lên trên bảng đen, còn đầu còn lại sẽ buộc vào một quả cân. Và trên cần ghi này họ sẽ buộc vào cơ cẳng chân của ếch vừa được bóc tách ra khỏi xương. Lúc này họ sẽ tạo ra một kích thích để tác động vào dây thần kinh. Chúng ta sẽ thấy rằng cơ cẳng chân của ếch sẽ co lên, làm cho cần ghi di chuyển lên. Sau đó cơ cẳng chân bắt đầu giãn dần, làm cho cơ làm cho cái cần ghi sẽ hạ xuống đầu kim sẽ vẽ ra một đồ thị nhịp co cơ giống như trên hình vậy theo các em là khi chúng ta kích thích thì cần ghi vẽ đồ thị cho chúng ta biết điều gì à dựa vào đồ thị chúng ta sẽ biết được là khi bị kích thích cơ sẽ phản ứng lại bằng cách là co cơ các em hãy dựa vào thí nghiệm và hình ảnh trên màn hình Hãy cho cô biết là vì sao khi co cơ thì bắp cơ lại ngắn lại À vì là khi co cơ thì các tơ cơ mảnh sẽ xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày Làm cho tế bào cơ ngắn lại Vậy cái lúc mà vị trí của tơ cơ dày khi cơ co hoàn toàn nó sẽ nằm ở đâu? À khi cơ co hoàn toàn thì cơ dày nó sẽ lòng vào trong tơ cơ mảnh Có nghĩa là khi cơ co đĩa sáng sẽ ngắn lại còn đĩa tối sẽ không thay đổi Chính vì vậy chỉ có tơ cơ mảnh trượt vào vùng phân bố của tơ cơ dày Vậy từ đây thì chúng ta có thể dễ dàng nêu được tính chất của cơ là gì đúng không nào? À tính chất của cơ chính là sự co và duỗi Vậy theo em khi chúng ta ngồi trên một chiếc ghế để thõng chân xuống và lấy một chiếc búa y tế đó là búa cao su gõ nhẹ vào phần xương bánh chè của chúng ta thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? À, khi chúng ta dùng búa đập vào xương bánh chè đầu gối, thì sung thần kinh được truyền đến neuron hướng tâm về tủy sống. đây chính là bộ phận điều khiển phản xạ. sau đó thì tủy sống sẽ phát lệnh phản xạ đến neuron ly tâm và đến cơ quan phản ứng làm cho cơ co lại và cẳng chân sẽ đá lên về phía trước. đó là phản xạ co cơ. vậy khi mà chúng ta gập cẳng tay sát với cánh tay đó thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng gì xảy ra và vì sao? À, khi chúng ta gập cẳng tay sát với cánh tay thì các em sẽ thấy rằng cái phần bắp cơ của chúng ta nó sẽ to lên đúng không nào? Chính là vì khi mà cơ hai đầu co thì cái phần cơ ba đầu ở phía dưới nó sẽ rũi và làm cho các tơ cơ mảnh xuyên sâu ở vùng phân bố của các tơ cơ dày và làm cho đĩa sáng ngắn lại còn đĩa tối thì sẽ dày lên do đó bắp cơ của chúng ta nó sẽ ngắn và to ra từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là sự co cơ có tác dụng trong hoạt động của các cơ quan bộ phận trên cơ thể và sự sắp xếp của các cơ trên cơ thể thường tạo thành từng cặp đối kháng với nhau. Ví dụ như là cơ này kéo xương về phía này thì cơ kia nó sẽ kéo về phía ngược lại. Và cơ co làm cho xương cử động dẫn đến sự vận động của cơ thể. Trong sự vận động của cơ thể nó có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ với nhau. Các cơ này co thì cơ đối kháng sẽ giãn và ngược lại. Chính vì lý do này nó giúp cho xương của chúng ta cử động, cơ thể vận động và lao động tốt. Từ đây chúng ta thấy rằng hệ cơ nó có một vai trò rất quan trọng trong sự vận động. Vậy muốn hệ cơ phát triển một cách tốt nhất thì chúng ta cần phải làm gì? À để hệ cơ phát triển tốt thì chúng ta cần phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, oxy và nước cho cơ thể và chúng ta phải thường xuyên thể dục và lao động vừa sức qua đây thì chúng ta có thể thấy rằng tính chất của cơ chính là sự co và giãn nhờ sự di chuyển của các tơ cơ các tơ cơ mảnh xuyên sâu vào các vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại đó chính là sự co cơ toàn bộ sự co cơ này khi có kích thích của môi trường thì nó sẽ chịu ảnh hưởng điều khiển của hệ thần kinh chính vì vậy hoạt động co cơ nó có ý nghĩa quan trọng nó giúp cho các nhóm cơ phối hợp một cách nhịp nhàng giúp cho cơ thể của chúng ta vận động và khi mà cơ co giúp xương cử động dẫn đến cơ thể của chúng ta à, vận động và lao động được và trên đây chính là nội dung chính của bài học ngày hôm nay cô đã giúp các em tìm hiểu về cấu tạo cũng như là tính chất của cơ và từ đó tìm ra được ý nghĩa mà hoạt động co cơ mang lại cho chúng ta và để củng cố nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng làm một số dạng bài tập sau đây nhé Câu 1. Đặc điểm nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ? À, đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng co cơ là tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với nhau nên tế bào cơ dài. Và mỗi đơn vị cấu trúc có các tơ cơ dày và tơ cơ mảnh bố trí xen kẽ để khi mà tơ cơ mảnh xuyên sâu ở vùng phân bố của tơ cơ dày, nó sẽ làm cho cơ ngắn lại tạo nên sự co cơ. Câu 2, khi các em đi hoặc đứng hãy để ý tìm hiểu xem là có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co và giải thích hiện tượng đó. À chúng ta thấy rằng là khi đứng thì cả cơ gấp và cơ duỗi của cẳng chân sẽ cùng co nhưng mà nó không co tối đa là vì cả hai cơ đối kháng đều co nó sẽ tạo ra một thế cân bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm của cơ thể nó sẽ rơi vào chân đế. Câu 3, có khi nào mà cả cơ gấp và cơ duỗi trên một bộ phận cơ thể của chúng ta đấy nó cùng co tối đa hoặc là cùng duỗi tối đa hay không và vì sao? À câu trả lời là cơ gấp và cơ duỗi của một bộ phận cơ thể thì không bao giờ cùng co tối đa mà chúng chỉ cùng duỗi tối đa khi chúng ta nằm hoặc là mất khả năng hoạt động ở người bị liệt thôi. bài học của chúng ta đến đây là kết thúc chúc các em có một tiết học vui và bổ ích xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau